Đối với những người nuôi thú cưng, dịp Tết là khoảng thời gian họ phải đôn đáo đi tìm các cơ sở chăm sóc và khách sạn dành cho các con vật nuôi của mình. Một phần do các nhà xe không chấp nhận vận chuyển khách cùng thú cưng. Bên cạnh đó, việc gửi thú nuôi qua đường hàng không cũng có nhiều rủi ro. Mới đây nhất, sự việc cún cưng của nghệ sĩ Châu Bùi đã gặp nạn khi gửi qua đường hàng không cũng khiến nhiều người lo lắng. Những ngày gần đây, nhiều người đã sẵn sàng chi hàng triệu đồng để thuê khách sạn, dịch vụ chăm sóc cho thú cưng dịp Tết này. Cũng như mọi năm thì vào nhân dịp Tết đến thì chuẩn bị về quê thì tôi cũng lúc nào cũng tìm khách sạn để gửi hai chú Husky của mình. Tuy nhiên thì Tết lúc nào thì các khách sạn dành cho chó mèo cũng khá là đông. Về việc tìm khách sạn cho chó mèo cũng khá là khó. Tuy nhiên thì tôi cũng đã liên hệ với lại khách sạn dành cho chó mèo quen của mình và gửi hai chú Husky. Thì cái khách sạn cho chó mèo mà tôi gửi thì cái giá tăng lên 30%. Thì cái việc mà gửi hai chú Husky của mình thì cũng đã tốn gần nửa tháng lương của tôi. Do nhu cầu gửi thú cưng tăng cao, đặc biệt những ngày cận Tết, nên các cơ sở đều phải mở thêm phòng và tuyển thêm nhân sự chăm sóc. Cái dịch vụ bên chúng tôi là có camera để quan sát 24/7, chủ có thể nói chuyện với các bé luôn, thì khách người ta sẽ tin tưởng cái đó hơn. Với lại thêm một phần nữa, chúng tôi có họp khóa biểu, thì chúng tôi sẽ làm việc theo giống như vậy, và mỗi một cái thời gian mà chúng tôi cho ăn cũng giống như chăm sóc là sẽ có quay clip gửi qua Zalo cho chủ, thì chủ sẽ yên tâm hơn và tin tưởng chúng tôi hơn. Thậm chí, ngay từ giữa tháng 12, các cơ sở chăm sóc và trông thú cưng ngày Tết đã có người đặt chỗ cho thú cưng của mình. Đến thời điểm này, nhiều cơ sở nhận trông thú cưng đã kín chỗ, thậm chí có chỗ ngừng nhận thêm khách hàng. Về khách sạn lưu trú thì cuốn là có 4 mức giá là 150, 200, 250 và 350. Còn mèo thì là có 2 mức giá là 90 và 150. Và hiện tại mèo chúng tôi có 24 phòng, cuốn chúng tôi có 24 phòng và hiện tại đã full hết trơn luôn rồi. Đời sống người dân, xã hội ngày càng được nâng lên. Đi theo đó là các thú chơi, các vật nuôi cũng đòi hỏi nhiều dịch vụ chăm sóc đi kèm hơn. Với những người nuôi thú cưng, họ sẵn sàng chi mạnh tay miễn sao để thú cưng của mình được an toàn, thoải mái hơn trong dịp Tết này.